Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Thì sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 3 của bài 7, cũng là phần cuối của bài này. Thì trong phần này, chúng ta sẽ ôn lại cái bảng từ mới và chúng ta cùng nhau tìm hiểu các cái đoạn đàm thoại. À, xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nha. Thứ nhất, chúng ta có từ thiên thì từ này chúng ta cũng đã học từ trước đây lâu rồi chín thiên là hôm nay thế thôi ôm là những cái từ uh, liên quan đến những cái ngày ví dụ như là hôm qua là chỗ thiên hôm nay là chín thiên ngày mai là miễn thiên và ngày mốt là hô thiên à, ví dụ hôm nay bạn có bận không chín thiên thì mảng mà hôm nay tôi rất bận chín thiên của hình mảng cái tiếp nữa ta có từ thứ hai từ thứ hai đó là từ thiên chi THIÊN là thời tiết Ví dụ uh, Hôm nay thời tiết tốt không? CHIN THIÊN THIÊN XI HỌ MÁ Hôm nay thời tiết rất tốt CHIN THIÊN THIÊN XI HỌ Rất mát mẻ hình lẻn khoai Cái tiếp nữa chúng ta có cái từ thứ ba Đó là từ sầm MỚI GIANG CHẦM MỚI GIANG uh, Từ mơ có khi nếu mà Đọc nhanh chúng ta sẽ không nghe nó nữa trầm GIANG Ví dụ hỏi uh, Hôm qua thời tiết thế nào? Hôm qua thời tiết rất là nóng. Chỗ thiên, thiên chi giang. Chỗ thiên, thiên chi hình rơ. Hay là cực kỳ nóng, thì là phê sáng rơ. Hoặc là cũng có thể hỏi về sức khỏe. Ví dụ như, lâu rồi không gặp, anh có khỏe không? Hảo chiều bù chên, nì sân thị giang. Tôi cũng rất khỏe, cảm ơn. hỉnh họ xin chào. kế tiếp nữa ta có từ phê sáng Phê sáng À, nghĩa là cực kỳ nó mạnh hơn từ hình như vậy ví dụ như là rất bận thì hình mãn còn nếu mà cực kỳ bận là phê sản mãn phê sản bây giờ thời tiết bắc kinh cực kỳ lạnh xen dài bầy chiên thiên chi sản lợn nếu chúng ta tách một cái từ sản nó ra không thì sản có nghĩa là thường ví dụ anh ấy thường đến nhà tôi tha sản lại của gia bố tôi thường đi mỹ của ba bà sản chuyên mày của và để phủ định thì chúng ta nói là sản tôi không có thường đi bưu điện của sản suy dỗ chỉ à, bố tôi không thường đi hà nội của ba bà sản suy si hở nê. kế tiếp ta có từ phân phân là gió như vậy là ví dụ như gió lớn là ta phân có gió là dù phân không có gió là mỹ dù phân vậy thôi hôm nay có gió không chín hết dù phân mà chín hết mỹ dù phân hôm nay không có gió Hôm nay có gió lớn, chín đen dù ta phân. Hôm qua cũng có gió lớn nữa. Chỗ thiên dễ dù ta phân. dễ dù ta phân. Cái tiếp ta có từ woman. Thì wo là tôi và woman thì là chúng tôi. Có khi là chúng ta, chúng mình gì đó cũng được. Tức là bao gồm cả bản thân mình trong đó. Ví dụ như là các bạn khỏe không? chúng tôi đều rất khỏe, cảm ơn. À, Nhi họ mà. Woman tô hình họ. Xê xê ủa mình tôi hỉn họ chia sẻ cái tiếp nữa ta có từ san pu san pu là đi dạo hay là đi tản bộ bách bộ gì đó ví dụ bạn thích đi dạo không nghĩ xì hoan su san pu mà hoặc hoan su san pu bây giờ chúng ta đi dạo nhé hiện giờ của mình su san pu bà xin lỗi bây giờ tôi bận rồi tôi không thể đi dạo được tôi bu chỉ hiện giờ tôi bận rồi tôi không thể đi dạo được cái tiếp ta có từ thứ 8 là từ quay bên. bên là bên hoặc là phía Và quay là ngoài Như vậy là quay là bên ngoài Quay là bên ngoài Ví dụ bên ngoài rất là lạnh Quay khẩn lợn dài khẩn Bây giờ bên ngoài rất lạnh Bây giờ bên ngoài rất nóng Thì xên dài quay rơ Và ngược lại với quay Thì ta có từ lì Lì bên. bên là bên trong Ví dụ như bên trong có người không vậy Lì bên dồ mà À, bên trong không có người li Mỹ giờ rệnh quay là ngoài âm hóa việc là chữ ngoại à, Ví dụ như quay của là ngoại quốc tức là nước ngoài quay của rểnh là người nước ngoài ví dụ bạn tôi là người nước ngoài anh ấy không phải là người Việt Nam. vô duyên, Cái tiếp ta có từ lần lần là lạnh thì chúng ta lưu ý lạnh là có băng tuyết thì nó mới lạnh cho nên là bên trái nó có bộ băng lần là lạnh xanh giải mày của lần mà jai, su tung thiên mày của hẳn lần à, bây giờ ở mỹ có lạnh không bây giờ ở mỹ đang là mùa đông và rất lạnh à, hẳn lần à, ta có từ thứ 10 đó là từ yin thiên một cái từ yin là từ âm có nghĩa là âm u đó. và yin thiên là ngày râm hoặc là ngày âm u nó không có nắng à, không có nắng ví dụ như hôm qua là ngày râm thời tiết rất là mát mẻ Chỗ thiên sư yên thiên, thiên chi hẳn lẻng hoài. Chỗ thiên sư yên thiên, thiên chi hẳn lẻng hoài. Kế tiếp nữa ta có từ thứ 11 là từ tuê. Tuê uh, nằm ở trong từ tuê bú chỉ. Một từ tuê không có nghĩa là đúng. Ví dụ như uh, uh, hôm nay nóng quá, à, đúng rồi. Chi nên hẳn rơ, tuê à, chi nên hẳn rơ. Tuê có nghĩa là đúng. Ngoài ra tuê còn có nghĩa là đối với, Ví dụ anh ấy đối với tôi rất tốt Tức là anh ấy rất tốt đối với tôi Tha tuy hòa hỉnh họ Tha tuy hòa hỉnh họ Anh ấy rất tốt đối với tôi kế tiếp ta có từ khờ nẫn Khờ nẫn có nghĩa là à, Có thể Nó chỉ sự phán đoán của mình Ví dụ khi mình nhìn thấy một cái người nào đó à, Giống như người Mỹ à, Ví dụ vậy mình đoán là người Mỹ Thì mình nói à, Tha khờ nẫn sư mệ Tha khờ nợ sư mày qua rễn Và mình thấy trời chuyển rất là âm u Mình nghĩ là buổi chiều sẽ mưa đó Thì mình sẽ nói là Khờ nợ xa ủ chú xa dị Khờ nợ xa ủ chú xa dị Cũng có thể nói là xa ủ khờ nợ xa dị Xa ủ khờ nợ xa dị có thể anh ấy không đến được đâu khả nẫn thấp bua lại khả nẫn thấp bua nẫn lại khả nẫn chỉ sự phán đoán thôi chưa biết đúng sai À, kế tiếp ta có từ xe Nếu một từ xe không có nghĩa là đi xuống hoặc là xuống Ví dụ như xuống xe là xe chơ Ví dụ mình đưa ai đó đến một cái địa điểm nào đó Rồi xin mời xuống xe Trình xe chơ Trình xe chơ Hay là xuống núi là xe san Hay là xuống lầu là xe lỗ gì đó Thì uh, mai mốt chúng ta sẽ tìm hiểu thêm mấy cái từ đó Xe là đi xuống kế tiếp ta có từ dị Dị có nghĩa là mưa Thế nhưng mà xe dị thì ta dịch là trời mưa vì một từ gì không nó mới có là danh từ mưa thôi cho nên khi mình muốn nói trời mưa thì mình nói xe gì mưa rồi xe gì là mưa to xe ta gì cái tiếp người ta có từ suy giao suy treo là ngủ ví dụ như là bố tôi ngủ rồi của papa bà suy là mẹ tôi chưa ngủ của mama hãy mẹ suy giao hoặc là mỹ rồi suy giao Mỹ rồi treo là chưa ngủ Còn Hải Mỹ xoay treo là vẫn chưa ngủ Thì về cơ bản nghĩa cũng gần như nhau thôi à, Từ đây chúng ta có cái từ là xoay ủ treo Xoay ủ treo là ngủ trưa Ủ nằm trong cái từ sang ủ trung ủ xa ủ à, Ủ đó là ngọ Thế là giờ ngọ là giờ trưa đó Xoay ủ treo là ngủ trưa à, Tôi không thích ngủ trưa Ủa bù hoan Kế tiếp nữa ta có từ rơ Rơ là nóng rất là nóng ví dụ như hôm nay rất nóng chín thì ăn hình rơ hôm qua cũng rất nóng chỗ thì ăn dễ hình rơ à, nóng thì à, ở bên dưới nó có bốn chấm hỏa tức là thể hiện cho lửa à, liên quan tới lửa ở bên trên là bên trái là bộ thủ tức là cái tay à, bên phải là chữ hoàng là các cái viên linh đơn các cái viên thuốc á. như vậy là dùng tay chạm vào các cái viên thuốc thì nó sẽ nóng thôi các cái viên thuốc mà đang nấu đang luyện thì nó sẽ bị nóng kế tiếp từ thứ 17 ta có từ a từ a này nó là một cái trợ từ cử khí thôi à, nó đặt nó, nó có thể đặt ở cuối câu hoặc là cuối một cái vế câu để nó thể hiện cái sự đồng ý hoặc là khẳng định như vậy ví dụ ai nói cái điều gì đó mà mình cảm thấy là có lý mình khẳng định thì mình sẽ nói như thế này ví dụ người ta nói là chin tháng khẩn lần mình thấy đúng như vậy mình nói xưa chin khẩn lần xưa như vậy xưa a đó a đó là thể hiện cái ngữ khí cái ngữ khí đồng ý của mình khẳng định của mình Cái tiếp ta có từ dỗ dùng sữa bản thân một từ dỗ dùng không có nghĩa là bơi bơi lội dỗ dùng còn sữa là cái hồ như vậy là dỗ dùng sữa là hồ bơi ví dụ như là bên cạnh nhà tôi có một cái hồ bơi ùa chép hẳn dĩ cưa dỗ dùng sữa tôi thường đi đến cái hồ bơi đó để bơi và suy sữa tôi rất thích bơi là bạn biết bơi không Nếu huy yêu dùng mà huy à, hoặc là hơi. ta có từ thứ 19 là từ Mỹ Mỹ thì cơ bản cũng như Mỹ yêu thôi ví dụ đứng trước các cái danh từ thì nó có nghĩa là không có còn đứng trước các cái động từ thì là chưa ví dụ như Mỹ rẻ là không có người chi ngang của Mỹ sơ, hôm nay tôi không có xe à, chín tháng mỹ rỉnh lại như trong ví dụ tức là hôm nay không có người đến còn ví dụ như là à, xèo quảng mỹ lại xèo trang mỹ lại à, tức là à, bạn vương à, chưa có đến hay là à, bạn trương chưa có đến gì đó kế tiếp thì từ dỗ dùng hồi nãy chúng ta có giải thích rồi kế tiếp nữa ta có từ thứ 21 đó là từ tơ tơ này là một cái trợ từ kết cấu Cách dùng cũng giải thích rõ trong bài rồi Chị xin nhắc lại thứ nhất là để Chỉ cái mối quan hệ về sở hữu Ví dụ như là Water chơ là cái xe của tôi Water bị là bút của tôi Water bình xưa Vở của tôi Đây là vở của tôi nè Water bình xơ. À, Và Đây là trường của tôi chơ chơ, Water Đó là cách nói về quan hệ sở hữu quan hệ phụ thuộc ví dụ như là chén bên dù cơ hình ta tờ treo thẳng hình ta tờ treo thẳng có một cái nhà thờ rất lớn phía trước có một cái nhà thờ rất lớn chúng ta lưu ý là không dùng từ tơ trong những cái trường hợp mà mình chỉ những cái mối quan hệ giữa mình với những cái người thân quen trong gia đình hoặc là những cái sự vật gì đó mà gần gũi với mình như vậy nếu mà trường tôi chỉ cần nói hòa xẻ sao là đủ không cần tơ cũng được không sao cả À, à, hoặc là ví dụ như là bố tôi à, thì sẽ nói là của papa mẹ tôi Ma mama không cần quò papa quò mama nói thì người ta cũng hiểu nhưng mà dài dòng dư thừa không cần thiết và rất nhiều trường hợp thì từ tên này chúng ta không có dịch ra tiếng việt như nãy chúng ta có ví dụ đó shen dù yu cơ hình ta tại treo thẳng phía trước có một cái nhà thờ rất lớn à, không thể dịch là của không thể dịch được cho nên là chúng ta lưu ý Thì các bạn dùng hoài sẽ quen Không sao cả Cái tiếp ta có từ tôn thiên Tôn thiên là mùa đông Mùa đông thì lạnh có băng tuyết Cho nên ngay bên dưới từ tôn Hai cái chấm đó đó Tức là bộ băng đó Một cách viết khác của bộ băng thôi Tôn thiên là mùa đông Ví dụ bày chiến tờ tôn thiên Khẩn lợn Mùa đông của Bắc Kinh Hoặc là mùa đông ở Bắc Kinh thì rất là lạnh dưới ảnh tờ tôn thiên Về khẩn lợn mùa đông của Việt Nam cũng rất lạnh, mùa đông ở Việt Nam cũng rất lạnh. À, ví dụ vậy. Rồi kế tiếp ta có từ bì treo, bì treo. Bì là chữ tỷ, tỷ thí, tỷ tức là so sánh. Tỷ thí là chữ tỷ đó. Còn treo là chữ dảo thì không thấy còn dùng. Nhưng bì treo ở đây ghép vào có nghĩa là khá hoặc là tương đối. Nó cũng là một cái phó từ chỉ mức độ nhưng mà thấp hơn từ hình. Như vậy ví dụ như là Chiên thêm bì treo lần hôm nay khá lạnh. Còn nếu nói như chín thiên hẳn lợn thì là hôm nay rất lạnh hơn là bị treo. Và hơn nữa chúng ta sẽ nói là chín thiên phế sẵn lợn, hôm nay cực kỳ lạnh. Ta có từ 24 là từ xuân thiên. Xuân thiên là mùa xuân. Mùa xuân thì có nắng ấm, hoa nở, có mặt trời ấm áp. Cho nên bên dưới của từ xuân nó có cái bộ nhật. Bộ chữ nhật là mặt trời. Xuân thiên là mùa xuân. Ví dụ mùa xuân rất là ấm áp. 春天很暖和春天天气很暖和 Cái tiếp ta có từ ta Ta là lớn và ngược lại thì là xào Hôm trước chúng ta có học Ví dụ như ta cưa là ông anh cả của mình nè Ta trẻ là bà chị cả Rồi Ví dụ như ta treo thẳng là một cái nhà thờ lớn Ta sang tiền là một cái cửa hàng lớn Ta xẻ xeo là một cái ngôi trường lớn ta là lớn vậy thôi hoặc là chi thiên nhiều ta phân hôm nay có gió lớn ta có từ xe thiên xe thiên thì là mùa hè xe thiên là mùa hè xe thiên hẳn rơ bảy chín tờ xe thiên hẳn rơ mùa hè ở bắc kinh thì rất là nóng kế tiếp nữa ta có từ chiêu thiên chiêu thiên là mùa thu chiêu không là chữ thu thì phía trước bên trái là bộ hòa hoa là cái lúa cái mạ còn à bên phải là bộ hỏa tức là lửa khi cái lúa mà nó chín vàng với lửa tức là là mùa thu đến cái mùa mà gặt lúa mùa gặt hái cái tiếp ta có từ lẻn khoai lẻn khoai là mát mẻ một cái từ lẻn không nó có nghĩa là nguội à, ví dụ cơm nó nguội nó trả về cho cái trạng thái nhiệt độ bình thường rồi thì gọi là nguội ví dụ cơm nguội rồi chẳng hạn đó thì sẽ dùng chữ này Phan à, lẻn là Phan lẹn là Rồi còn một cái từ khoai không á thì có nghĩa là mau hoặc là nhanh. Hay à, còn những nghĩa khác thì mình mốt chúng ta gặp à, rồi chúng ta tính sau. Thế khoai có nghĩa là mau hoặc là nhanh. Nhưng ghép vào à, thì có nghĩa là mát mẻ. À, để hối thúc ai làm cái điều gì thì mình đặt cái từ khoai phía trước cái động từ đó. Ví dụ như khoai lại ba, à, mau đến đây đi. Đi khoai suy bà bằng mau đi đi. Đi khoai cho ba, bằng mau làm đi. À, như vậy thôi Ta có từ thứ 29 là truy hậu Một từ truy không là chữ tối có nghĩa là nhất Ví dụ truy ta là lớn nhất Truy xẻo là nhỏ nhất Truy cao là cao nhất Ví dụ vậy Và đây là truy hậu thì là tốt nhất thôi Tốt nhất Từ thứ 30 là từ xẻng à, sàng có những cái nghĩa Ví dụ như là muốn, là định hoặc là nhớ chẳng hạn quả hình giá tôi rất nhớ nhà và hình như sàng ba bà ma tôi rất nhớ bố mẹ Sàng có nghĩa là muốn hoặc là định nhưng mà mức độ nó thấp hơn từ do à, Tôi định đi bưu điện, ví dụ thế, quá sàng suy dỗ chỉ Tôi định là ngày mai sẽ đi ngân hàng, quá miễn thiên, suy như vậy là tôi định thôi nếu mà không đi thì không sao nhưng nếu là quả giao suy diễn hẳn là tôi phải đi ngân hàng rồi thì cái mức độ yêu cầu của từ do nó cao hơn cuối cùng ta có từ lãi lại là đến hoặc là lại Tức là cái hành động mà đi về phía mình đó. Ví dụ như mình nói ngày mai Ngày mai bạn tôi đến nhà tôi Thì nó là mình ở nhà Người ta đến chỗ nhà mình à, Miễn thiên của hứng vô Lại vừa cha ừ. Còn ngược lại thì ví dụ ngày mai tôi đi đến nhà một người bạn Thì ta phải dùng từ chi Miễn thiên của chi Ý cơ hứng vô cha Tôi đi đến trường và chi xe xe Đi đến hồ bơi là chi dỗ dùng sữa lãi là nhớ cái hành động à, có thể tiếng việt dịch là đến tức là đi về phía mình sau đây xin mời mọi người chúng ta xem các cái đoạn đàm thoại nhé ừ, đoạn đàm thoại gồm có hai người à, mình sẽ đọc và giải thích trước chin <laughs> thiên thiên system mà giang À, hôm nay thời tiết thế nào Phê sản họ rất tốt dù phân ma à, có gió không mỹ không có hòa suy san bu bà chúng ta đi dạo đi họ được xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha chin thiên thiên suy sầm giang phây sản họ dù phân ma mỹ ồ hòa suy san bu bà họ đọc lại lần nữa chin thiên thiên suy sầm

bùa lần, không lạnh. Chín thiên sư yên thiên, hôm nay là ngày râm. Tuệ, khờ nẫn giao xa dự. Vâng, có thể muốn mưa rồi đó. Giao xa dự. Khờ nẫn chỉ sự phán đoán thôi, khờ nẫn giao xa dự. Có thể muốn mưa rồi đó. Wà mến chai chá, Hoặc là wà mến chai chá lì, suy chào Chúng ta ở nhà ngủ đi, chúng ta ở nhà ngủ đi. À, vẫn nhắc lại một chút, tức là À, luôn luôn là trong tiếng hoa phải nêu cái nơi chốn trước rồi mới nêu cái hành động cho nên phải nói là cha à, cha rồi mới suy treo xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào quay bên lần ma vua lần chín thiên sư yên thiên tuy khờ nâng giao xa yu suy treo bà ủa mình suy treo bà Chúng ta xem đoạn kế tiếp nữa À, chúng ta xem đoạn kế tiếp nha chin thiên khẩn rơ hôm nay thật là nóng xưa phê sản rơ đúng vậy à, cực kỳ nóng luôn như vậy từ a ngay chỗ đó là nó thể hiện cái ngữ khí khẳng định tiếp luôn sen trai chỉ tiện. bây giờ mấy giờ ủ tiền dĩ khưa năm giờ mười lăm dỗ dùng sữa hải mỹ quan mệnh dỗ dùng sữa là hồ bơi Hải Mỹ là vẫn chưa, Hải Mỹ quanh mệnh vẫn chưa đóng cửa. suy dỗ họ má. suy dỗ họ má. Chúng ta đi bơi được không? họ ba, được. Như vậy giờ chúng ta sẽ thấy nó có một cái cách hỏi khi mà mình đề nghị cái gì đằng trước xong rồi mình đặt cái cụm hò ma ở phía đằng sau tức là mình muốn hỏi ý kiến của người nghe xem họ có đồng ý hay không, họ có chấp nhận hay không. Ví dụ chúng ta đi À, chúng ta đi tản bộ đi được không quần ừ, mình suy sanh vô bà họ mà à, họ mà là được không thì được chúng ta sẽ nói họ và vậy thôi mời mọi người chúng ta cùng đọc nha chiên thiên hình rơ sư à phê sản rơ xin trai chỉ tiền ủ tiền dĩ khơ dấu dùng sữa hãy mấy quan mẫn Minh 好吧 kế tiếp nữa chúng ta có một cái uh, bài đọc ngắn ngắn à, mình sẽ đọc và giải thích trước sau đó rồi mời mọi người cùng đọc theo chứ à, cái tựa đề của nó là chiến tờ chi là thời tiết của Bắc Kinh chiến tờ tung bị tung bị mùa đông ở Bắc Kinh thì khá lạnh. Xuân thiên phân bị cho ta. Xuân thiên phân bị cho ta. Mùa xuân thì gió khá lớn. Xa thiên hẳn rơ. Xa thiên hẳn rơ. Mùa hè thì rất nóng. Chiu thiên hẳn lẻng khoai. Chiu thiên hẳn lẻng khoai. Mùa thu thì rất là mát mẻ. Sì thiên Sư sì Bày ,最后的天气. À, 最后的天气 có nghĩa là cái thời tiết tốt nhất Nhớ câu của chữ tơ Mình dịch đằng sau dịch lại Sư sì Dịch đằng sau dịch lại có nghĩa là Sư sì đây là 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 thời tiết tốt nhất của Bắc Kinh Sư sì Bày Cứ gặp câu chữ tơ dịch đằng sau dịch lại Nghĩ sẵn Bạn có muốn đến Bắc Kinh không?

Nǐ xiǎng lái Bắc chiến ma. Tùy họ siêu thiên lái. Thì đến đây mình xin kết thúc cái phần 3 phần 3 trên 3 của bài 7 tức là phần cuối của bài này. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu anh chị và các bạn có thắc mắc điều gì xin vui lòng comment trên Youtube thì mình sẽ tranh thủ thời gian mình giải đáp những cái gì có thể cho các anh chị và các bạn. Các anh chị và các bạn có thể đăng ký cái kênh của mình trên youtube thì khi mà mình post cái mấy cái clip lên thì các anh chị và các bạn có thể nhận được thông tin ngay à, xin cảm ơn các anh chị và các bạn xin chào